tuổi thọ. Đến tuổi thọ bình quân trên toàn thế giới là 73,4 tuổi, nam giới 70,8 tuổi, nữ giới 76 tuổi. Tuổi thọ cao nhất thế giới là quốc gia Tây Ban Nha, bình quân 84,1 tuổi. Tuổi thọ thấp nhất là quốc gia Chad, tính bình quân là 53,68 tuổi. Tỷ lệ người 80 tuổi trở lên vùng, nông thôn chiếm 67,2%, gấp 2 lần, người sống ở vùng thành thị. Lương thực và nước. Suốt đời người ăn hết 22 tấn lương thực, thực phẩm, uống 33.000 lít nước. Tế bào. Đến những tế bào hình hạt, hình trứng, hình hộp, lập phương, sào, nhánh, quần quem và tế bào đang phát triển, nối lại dài 15.000 km. Của tim. Của tim nặng 300 gram, tim đập 3 tỷ lần suốt thời gian sống, tạo thành mạng lưới dài 200.000 km. Lưỡi cơ quan vị giác. Lưỡi gồm 17 cơ, nặng 5 kg, chiều ngang rộng 5 cm, ở người lớn có 2.000 đến 4.000 độ vị giác, ở nam giới dài 8,5 cm, nữ giới dài 7,9 cm. Khi hai người hôn nhau 1 phút, lưỡi có thể quay tròn 40 lần. Đến tóc. Đàn ông 3 triệu sợi tóc, đàn bà 1 triệu sợi tóc, suốt đời cắt bỏ từ 0,9 đến 10 mét, gấp 6 lần chiều cao của người đó. Tóc phụ nữ có chứa vàng, còn tóc nam thì không. Đến phần chất thành. Người trưởng thành ăn uống đầy đủ, sản xuất ra 300 đến 400 gram phân trên một ngày, phân chứa 70%, còn lại 30% là mồ hôi và nước tiểu. Suốt đời người, đàn ông thải ra 11,3 tấn, đàn bà thải ra 11,775 tấn. Nước tiểu. Trung bình đào thải nước tiểu từ 0,5 đến 1,5 lít trên một ngày. Suốt một đời người, đàn ông là 39.000 lít nước tiểu, còn đàn bà là 43.000 lít nước tiểu. Đến long. Trên toàn cơ thể con người gồm có 1 triệu sợi long dài ngắn, riêng nách có 12.000 sợi long. Mi mắt. Mi mắt do lòng mi chủ động, mi nháy 11.500 cái trên một ngày. Cơ bắp. Tổng cơ bắp trên cơ thể con người gồm có 28 kg cơ bắp đang hoạt động,
có 3 loại cơ bắp khác nhau: cơ xương, cơ trơn và cơ tim. Đến ngủ, con người ta bỏ đi khoảng thời gian ngủ cứ mỗi năm là 2880 giờ, cả đời người mất đi khoảng thời gian để ngủ là 25 năm. Tinh trùng. Đời người có đến 4.450 lần, quan hệ tình dục, thầy ra 800.000, triệu tinh trùng, chỉ có 2 tinh trùng, tuyển chọn để thụ thai. Đến vệ sinh. Suốt đời người sử dụng 65kg xà phòng, 57 lít dầu gội đầu và 18kg kem đánh răng. Gây ồn ào mất trật tự. Trung bình ngày làm rơi hoặc ra chạm 8 lần, suốt đời người đàn ông 209.000 lần, phụ nữ là 232.000 lần. Cả đời người 25 năm để ngủ, 22 năm làm việc, 8 năm nghỉ ngơi, 6 năm để ăn, 4 năm du lịch, 2 năm làm vệ sinh cơ thể, 3 năm không làm gì cả.